Namo dasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo dasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Namo dasa bhagavato arahato sama sambuddhasa. Sadhu, sadhu, sadhu. ແຕ່ດີກະນີ້ໂຍກີດີອັດແຕ່ດົງລະບາດຽວງາບາດຽວນີ້ມາດົງລະບາປະພິດສາໂຍກີອພິດຕຽວທົ່ວຂຶ້ນຢາແດ່ປົກກູອພິດຫາແລ້ວເບດົງລະບາຢາເກດີຕຽວທົ່ວຢາແດ່ປົກກູອພິດຕຽວດະຄາພິດບໍ່ຢາດ້ວຍກະດົງລະບາຢາເກດີສູລະລີ້ກູ Cũng vậy, Ngài Thiền Sư Ngài nói rằng chúng ta hôm nay có cơ hội để chúng ta học Pháp. Chúng ta có mặt tại đây, chúng ta có cơ hội chúng ta được học Pháp. Chúng ta trở thành một hành giả để chúng ta học hỏi giáo Pháp. Thì khi chúng ta có được cái điều kiện đó, thì chúng ta đang có được đầy đủ 5 điều khó đạt được. 5 điều khó đạt được chính là gì? Đầu tiên là gì? Đức Phật xuất hiện trên thế gian là một điều khó, đúng không? Thứ hai là gì? Được sinh làm người vào thời kỳ có giáo Pháp là một điều khó. Thứ ba là gì? Là có đức tin với Tam Bảo là một điều khó. Thứ tư là gì? Được xuất gia trở thành tỳ kheo hay là trở thành một hành giả tu tập tứ niệm xứ là một điều khó. Thứ năm là gì? Được lắng nghe giáo Pháp là một điều khó. Cũng vậy, tất cả những hành giả của chúng ta tại nơi đây đang có được đầy đủ 5 yếu tố đó. Đang có được cái đun lá phá, những cái điều khó có được đó. Chúng ta đang có được những cái điều đó. Thì bây giờ tiếp tục bài pháp tội, thì Ngài Thiền Sư sẽ tiếp tục hướng dẫn chúng ta về các cách để chúng ta tu tập thiền Vipassana. Bạn biết giả xin nhận hẳn yếu kỳ sư đạc. Bạn biết giả yà ạc đơn mê lăng. Bạn biết giả đạc đi, bạn biết giả đồ đi ô sơ đi. Ất đơn mê mê yê sạch đơn đơn mà ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့မလံရာဂဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာတွေကိုပပ္ပဇာယပပ္ပဇိတတ္တာနှင်ထုတ်နေတဲ့အတွက်ပပ္ပဇိတောရှင်ယဟန်လို့ခေါ်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးမင်းထူတာရှိတယ်အဓိကကရှင်ယဟန်ယောဂီဆိုတာကကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိန်းနေတဲ့အကုသိုလ်ကိလေသာအညစ်အကြေးတွေကိုနှင်ထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှင်ယဟန်ယောဂီလို့ခေါ်ပါတယ်ဖိက္ခုနဲ့ဖိက္ခုရှင်နေပဲဖိက္ခုပပ္ပဇာနဲ့ဖ
cái từ tỳ kheo đó, hay là cái từ phích khú. Phích khú nghĩa là tỳ kheo đúng không? Đôi khi chúng ta nghĩ là cái từ tỳ kheo này ấy, là một vị sư, nghĩ vậy cũng đúng, nhưng mà cái từ phích khú này nó vẫn có một nghĩa khác. Cái từ phích khú này có nghĩa rằng ấy, nó có nhiều nghĩa, có là nhiều nghĩa. Thì trong đó có nghĩa rằng một người tu tập thiền vipassana, diệt trừ tham sân si, trở thành một hành giả đang tu tập thiền vipassana, diệt trừ những cái tham, diệt trừ sân, diệt trừ si. Thì khi trở thành một hành giả diệt trừ tham sân si như vậy thì cũng được gọi là phích khú. Đó cũng là thêm một nghĩa như vậy. Ở đây là những gì thì nên thấu vô giả tuệ nhất số phía gạ. Tất đi này xin mày làm ấy luôn, đó là mình thà cái đấy. Ở đây tất đi mà lấy về đi khán nào cũng có, khán nào cũng đấy mà bỏ đất đấy. Thì à lấy nhiều cũng phía gạ, xin mà khai này, cái gì nụ bát đi vui hết đi, cái gì mimi rồi vậy khán nào cũng yêu bao nhiêu, cái gì nụ bát đi. Mì mì rồi khán nào cũng yêu bao nhiêu, nụ bát đi, phan thật thật. Chú vừa đến nào vừa đến nào nụ đi thì khán nào cũng đấy mà xây mà cái này đấy xây thế mà bỏ là đấy khán giả muốn yêu đi cũng lấy về chăn ra ra xây nhà ra ấy chăn ra xây nhà mua cái đam mình nhá khán giả muốn đi cũng lấy về nụ bát đi phan thật thật đã đi lên này chú đi vào xây thế xây ra nụ bát đi vừa đến đi xây thế mà bỏ là đấy đuôi mu chân mu số đấy đuôi lì đi cũng lấy nụ bát đi phần phần thật thật xung đi ba, đam mê tu đam anh nụ ba đi vui là đi, mà thiên sa để bỏ ai dùng đi vui là về, ta đi lên này xung xung đi ba, ở đó xung đi yên đó, số áp yoga cái đấy, yoga đó là mua sa để kí lì da đi vui, nên thông đi đấy đuổi, yoga lu biểu lu yoga mê đấy. Cũng vậy, để trở thành một hành giả diệt trừ phiền não, diệt trừ tham,
diệt trừ sân, diệt trừ si. Vậy chúng ta diệt trừ tham sân si bằng cách như thế nào? À, chúng ta diệt trừ tham sân si bằng cách tu tập chánh niệm. Đức Phật luôn hướng dẫn, luôn luôn khuyên bảo những người đệ tử của mình là nên tu tập thiền vipassana, nên tu tập chánh niệm. Chỉ có chánh niệm mới diệt trừ được tham sân si. Đó. Vậy diệt trừ tham sân si là như thế nào? Diệt trừ tham sân si bằng cách tu tập chánh niệm ở thân, ở thọ, ở tâm, ở pháp. Tu tập trên những cảm, trên những cái đối tượng thuộc về thân, tu tập trên những cái đối tượng thuộc về thọ, tu tập trên những cái đối tượng thuộc về tâm, tu tập về những cái đối tượng thuộc về pháp. Đó. Khi chúng ta tu tập trên những cái đối tượng thuộc thân, thọ, tâm, pháp ấy, thì chúng ta đang gì? Đang tu tập thiền vipassana, và chính là các cách tu mà Đức Phật hướng dẫn. Cú đi ra đi qua thôi đi để xù là gặp nếu mà nếu mà người giáo phụ giảng tuệ chỉ qua thôi đi ra là biết đi. Ở đây luôn luôn nếu mà mất phù xù đấy, mất phù nếu mà giáo phụ giảng tuệ gặp đi tới đi lên này về chỉ qua thôi đi yên biết. Ở đây mất phù nếu mà bắt buộc luôn luôn giáo qua lên mới. Cũng vậy, khi chúng ta tu tập chánh niệm, vậy chúng ta tu tập chánh niệm để làm cái gì? Chúng ta tu tập chánh niệm để chúng ta đạt được sự giác ngộ, đó là Nibbana, Niết Bàn. Để chúng ta đạt được Niết Bàn thì chúng ta cần phải tu tập chánh niệm. Chúng ta cần phải tu tập chánh niệm để chúng ta diệt trừ những phiền não, để chúng ta đạt được những cái, đạt được cái sự giác ngộ, đó là Niết Bàn. Dạ. Dạ. Được rồi. Được cái bấm gì? Dạ. À, giá việc ạ. Ở đây lưu tất đi nè, xí bó đây nè mà bên đàn cầm mà thân đi nè à đó. Thì khăn nà gù yi đế mà thiên xá xí tông à đó. Nguyên lý nè thuật lý. Thì khăn nà gù yi thái nì yên lê bè nguyên lý nè thuật lý à lâu lâu đế. Tòa nì yên lê bè nguyên lý nè thuật lý à lâu lâu đế. Sạc hạp yô nì lê nguyên lý nè thuật lý à lâu lâu đế. Ê nì yên lê bè nguyên lý nè thuật lý à lâu lâu đế. Chẳng nè lê đi chì đi gong đi khá đi à nhìn 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 qua lì mê. Thì khả nà gù đế mà lâu lâu xông à đó. Thì nguyên lý nè thuật lý bè phía đế. Ê là cháu mù lâu lâu xông phía đế nguyên lý thuật lý lì gù. Tất đi các phụ giả tuệ nhớ sổ phía gà nhuôn cháu thả đập phía đế. Cũng vậy tu tập chánh niệm như thế nào? Thì Đức Phật ngài nói rằng Đức Phật luôn chỉ dạy chúng ta các cách tu tập chánh niệm. Giống như là tu tập chánh niệm trên hơi thở vào, hơi thở ra. Thì ngài Thiền Sư ngài nói rằng cái hơi thở vào, hơi thở ra luôn luôn tồn tại ở mình. Nó thuộc vào cái đối tượng luôn luôn rõ ràng, rất là rõ ràng. Hơi thở vào, hơi thở ra thuộc về thân. Thuộc về thân ấy, mọi người, hơi thở vào, hơi thở ra thuộc về thân. Và hơi thở vào, hơi thở ra này luôn luôn xuất hiện một cách rõ ràng ở chính mình, ở nơi mình. Đó. Ví dụ cái thân thể này chúng ta đau nhức mỗi tia ngứa thì cái cảm thọ hay là những cái, hay là cái sự dễ chịu của thân thể đó nó chỉ xuất hiện rồi nó sẽ mất đi hay là nó thay đổi bằng một cái đối tượng khác. Nhưng mà ngài nói rằng cái hơi thở nó luôn tồn tại với chúng ta mãi mãi cho đến khi chúng ta chấm dứt sinh mạng. Đó. Thì khi mà chúng ta tu tập chánh niệm trên hơi thở vào hơi thở ra thì khi chúng ta tu tập chánh niệm trên hơi thở vào hơi thở ra thì cái việc tu tập của chúng ta rất là dễ dàng chánh niệm, và chánh niệm rất là rõ. Thì quên lên nét thuật lì lâu 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 tới lê xù yên đủ đi ít chinh đàn yên ít giá đi ít quá bì xù ra nè gồm lông bồng nguyên dịch bì đọ đi dịch đi gồm bèo quá đi bèo bình bèo nhá tổ lê bê ít bèo nì đè bốc gù đèo mà quên lên nét thuật lì tu à nè tu lâu lâu nì đè ít đà chào mù ít nì đè chinh đàn mà ấy đi đấy trên đồng mà lâu lâu đã gạt rồi thì nguyên lý thuật lý về chết đi. Cũng vậy, ngài nói rằng khi lúc chúng ta nằm ngủ ấy, khi lúc chúng ta nằm ngủ đúng không? Thì khi chúng ta nằm ngủ như vậy thì cái hơi thở vào, hơi thở ra nó vẫn tự động hoặc nó vẫn hoạt động tự nhiên, đúng không? Có phải vậy không? Thì ngài Thiền Sư nói rằng lúc chúng ta ngủ ấy, thì cái hơi thở của chúng ta, hơi thở vào, hơi thở ra nó vẫn hoạt động bình thường. Đó, khi chúng ta ngủ ấy thì cái tâm của chúng ta rơi vào cái trạng thái gọi là pha văn gá, là hữu phần. Thì khi rơi vào cái trạng thái hữu phần ấy thì những cái đối tượng nó sẽ dừng lại, nó không xuất hiện nữa. Nhưng mà hơi thở lại có mặt, hơi thở luôn luôn có mặt, hơi thở vào thì ra luôn luôn có mặt. Đó, nó duy trì cái đời sống của mình. Đó, lúc chúng ta ngủ thì hơi thở cũng tự động hoạt động một cách tự nhiên, không cần có sự nỗ lực gì cả. Ấy là cho một thì nguyên lý thuật lý cái mà thằng gà, anh xin cái mà thằng lu mày nhà mày, vui đến nào đi xù ra gà, chẳng đó là sinh nhật vui đến nào đi xù, miệt đến bỏ mà lau,
từ lúc thay nhà cha mẹ nhau nhà nhà ra cái ra khe ra từ lúc bố là ra thì à ai cũng nên mất sức để mà con đi sửa lại đi bố là để ở là cho một đi vườn là đi sửa cái miền đông bố là làm một vụ xây đi hồ đi đi toa để đuôi để chân để sửa lại miền đông mà đuôi này mà chân này mù ở đó bố ai cũng nhà lại miền đông mà bố này mù ở là cho một từ đi bất thành đi vào để mà vườn là xây đầm mà từ lúc khó đấy ai cầm thanh đồ miêu gà đó, ai để cầm thanh lụm mây à mây, nguyên liệu thua liệu gà đó, ai xin cầm thanh, miền đông ăn thua mây cầm thanh lụm mây à mây. Cũng vậy, ngài nói rằng cái đề một hơi thở vào thở ra giống như là cái đề một chính của mình vậy, hay là giống là cái ngôi nhà của mình vậy. À, ngài nói thiền sư là ngài thiền sư nói rằng hơi thở vào hơi thở ra giống như là cái ngôi nhà, giống như là một chủ nhà vậy, à, giống như là chủ nhà vậy đó, đó. Bởi vì sao? Bởi vì hơi thở luôn luôn xuất hiện ở mình. À, bất kỳ thời điểm nào hơi thở vào, hơi thở ra nó vẫn xuất hiện. Bất kỳ thời điểm nào nó vẫn xuất hiện. À, hơi thở vào, hơi thở ra luôn luôn xuất hiện. Cũng vậy, còn những cái đối tượng khác như đối tượng của tâm, đối tượng của thọ hay là đối tượng của pháp ấy, nó chỉ tạm thời thôi. Khi đủ duyên thì nó mới xuất hiện. Đó, à, nó tạm thời thôi. Bởi vì nó có rồi nó mất, nó có rồi nó mất. À, nó sanh rồi nó diệt kiểu như vậy. À, thì ngài nói rằng cái đối tượng của thọ, của thọ, của tâm, của pháp cũng giống như là khách vậy đó, cũng giống như là những vị khách vậy đó. Còn thật sự mà cái đối tượng, cái đề mục hơi thở vào thì ra là giống như là gì? Giống như là chủ nhà vậy đó. Đây là cho một mấy vụ gia đình này bao gồm lấy vàng đó gia đình này bao gồm giáo gì bao gồm ha, liên hệ nào thì qua thế này, thi ra lấy gù thành gì này mà? Ở đây vậy. Liên hệ nào thì qua thi ra lấy gù mất sự liên hệ chi này mà. Cũng vậy, để chúng ta muốn đạt được sự giác ngộ, để chúng ta muốn đạt được niết bàn thì chúng ta cần phải gì? À, chúng ta cần phải tu tập trên hơi thở vào hơi thở ra. À, chúng ta chánh niệm ghi nhận để thấy được cái sự xúc chạm của hơi thở vào hơi thở ra ở vành mũi đó. À, khi chúng ta tu tập trên cái sự xúc chạm hơi thở vào hơi thở ra ở vành mũi ấy, thì chúng ta cũng có thể đạt được sự giác ngộ. Nó không thể mà cố sinh này liền này nó không thể đại đạo này của thành chi này nhé. Nào bài à công luôn cố cố về đi là lấy mẹ xì ra này đồ ra đã lấy đi là lấy mẹ ni ra này miền na đã lấy đi là lấy mẹ chén ra này nu ra đã lấy đi là lấy mẹ là lấy gì nhỉ? Cũng vậy, khi mà chúng ta chánh niệm trên hơi thở vào hơi thở ra, à, từ từ chúng ta sẽ thấy rất rõ, các bạn thấy rất là rõ, thấy rất là chi tiết về cái hơi thở vào hơi thở ra của chúng ta. Lúc ban đầu khi hơi thở vào hơi thở ra, lúc nó nhanh, lúc nó chậm, lúc nó thô, lúc nó vi tế, từ từ chúng ta sẽ thấy ra một cách rõ ràng. Nó nhanh như thế nào chúng ta sẽ thấy ra được, nó chậm như thế nào chúng ta sẽ thấy ra được, hay là nó thô như thế nào chúng ta sẽ thấy ra được, hay là nó vi tế như thế nào chúng ta sẽ thấy ra được, khi chúng ta thực tập chánh niệm trên hơi thở vào hơi thở ra. Chỉ là ông lấy đủ ông số tòa bí đồ mà bằng ngạo quân mà xuất sinh này. Chỉ là ông lấy đủ ông, đủ là ông lấy xí ông chén là ông nụ ông, nụ là ông chén ông số bí quả chá mạ. Đem mình tòa bí đồ ngạo này tòa lông lông sinh này tu tập hồ tu xí yên xí lấy mẹ, tu yên tu lấy mẹ nhẹ yên miền lấy mẹ, nê nê lấy mẹ, chén yên chén lấy mẹ tu tập hồ tu sáu nì ra lý gù bè bè nì ạ ta chí nì tà lù chí nì hù bè yê chí đề. Cũng vậy, hơi thở vào, hơi thở ra, hơi thở vào dài, hơi thở ra ngắn, hay là hơi thở vào ngắn, hơi thở ra dài. Cái ngắn, cái dài của hơi thở, chúng ta đừng chấp rằng hơi thở ngắn dài là của tôi, là tài sản của tôi. Đừng chấp vào cái tôi, đừng đưa cái tôi vào trong đó. Hãy luôn nhận biết rằng hơi thở chỉ là hơi thở, hơi thở dài chỉ là hơi thở dài, hơi thở ngắn chỉ là hơi thở ngắn. Nó tự hoạt động với nó, bản chất tự nhiên của nó sẽ lúc nó dài nó sẽ dài, lúc nó ngắn nó sẽ ngắn. Chúng ta không nên điều khiển nó. Lúc hơi thở đang dài đừng cố gắng điều khiển nó trở thành hơi thở ngắn, hay là hơi thở đang ngắn mà chúng ta cố gắng chúng ta điều khiển nó để trở thành hơi thở dài, thì chúng ta không nên điều khiển hơi thở ngắn hơi thở dài. Thì ngài nói rằng đừng nên điều khiển nó, mà hãy để nó hoạt động một cách tự nhiên. Nhiệm vụ của chúng ta là chánh niệm ghi nhận biết rõ nó đang xuất hiện như thế nào, chúng ta chánh niệm biết rõ nó như thế đó. Vậy chúng ta cần phải làm hai việc: đầu tiên đừng đưa cái tôi vào trong đó, thứ hai đừng điều khiển nó, đừng có điều khiển nó, hãy chánh niệm nó một cách tự nhiên, nó như thế nào chánh niệm như thế đó.
bà lý điều mà biết hết đấy, ta vác gai ya, bự đằng quỳ đi, à xa lề sông đô mà luôn ngủ đi à mày, xù đấy, xí gan chả lì lề xí đấy, ai ra cho mu, lì lề quên lại yên, quên xa, quên lề quên sâu, thoát đấy lì lề mà lề, thoát xa thoát lề thoát sâu, ai đi đô miêu luôn ngủ cố nhận đấy, thiên nhiên xa xa đi ông mày à mày, à cũng vậy, à hơi thở vào hơi thở ra. À, chúng ta tu tập hơi thở vào thở ra thì nó cũng có một cái cách mà trong kinh điển cũng có nói. Thì một khi có hơi thở vào hay là khi có hơi thở ra ấy, thì hơi thở vào thở ra đó đều có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu, giai đoạn giữa hay là giai đoạn cuối. Hay là giai đoạn cuối cũng chính là giai đoạn đầu, giai đoạn giữa, rồi giai đoạn đầu cũng chính là giai đoạn cuối. Nó ngược lại, đầu giữa cuối. Rồi nó qua một 3 cái giai đoạn như vậy. Đó, nhiệm vụ chúng ta khi chúng ta tu tập chánh niệm thì sau này trí tuệ sanh khởi thì chúng ta sẽ thấy được rất là rõ ràng 3 cái giai đoạn này. Đầu, giữa, cuối của hơi thở vào, hơi thở ra. Ở đây nhà mà nguyên ra, nguyên lệ, nguyên sông, thoát ra, thoát lệ, thoát sông xuống đây. Ở đây xin đông xin mà, á chân mà đủ, nguyên ra gà, á gong nè, nguyên lệ chá rõ, xin yếu đoá bì, nguyên sông chá rõ, xin công đoá bì, thoát ra chá rõ. Xin gong này, a gong này, nguyên lệ chá rõ, xin lý yếu đoá bì, nguyên sông chá yên a gong đoá bì. Ở đây, nguyên lệ lệ, tức khu, xa lệ, xong thoát lệ, xa sâu. Ở đây tôi nhớ đến mà, á chân mà đủ bông lý lưu lệ, cố nhận này, thì anh thì nên xa chá tí này ạ, miền này ạ. À, cũng vậy, khi chúng ta tu tập chánh niệm ấy, chúng ta sẽ thấy rất là rõ giữa hơi thở vào, hơi thở ra. Ví dụ hơi thở vào ấy, chúng ta hít vào đúng không? Thì cái giai đoạn đầu nó rất là mạnh. Rồi giai đoạn giữa ấy, thì nó đầu nó giảm dần. Và đến giai đoạn cuối ấy, cái giai đoạn cuối thì nó yếu đi. Đó là thuộc về hơi thở vào. À, khi hơi thở ra ấy, thì lúc khởi đầu ấy, thì rất là mạnh. Thở ra lúc đầu rất mạnh, lúc giữa nó lại yếu đi. Và lúc thở ra cái đoạn cuối cùng ấy, thì lại kém đi, yếu đi rất là nhiều. Thì nó lúc nó mạnh, lúc nó yếu. Đó, giữa hơi thở vào thở ra nó có sự khác biệt trong như vậy. À, cũng vậy, khi chúng ta tu tập chánh niệm thì từ từ chúng ta sẽ thấy ra nó rất là rõ ràng. Ai mà để chú cho đó, nguyên giá về thiên xa đi, lên ở sông mà thiên xa vô. Để chú cho đó, lê lê thì thiên xa đi, ở sông thì mà thiên xa đâu. Ê, tâm mà đi con là bị xuyên đó, xa lê sông thiên xa là lê mê. Lô lô dê mắc khá giá gà đó. Đã khu khu tí yên của bê, tí nì vụ, ta đi tha bì đồ mây à mê. Cô vậy, có những hành giả, mỗi hành giả đều có sự khác biệt lẫn nhau. À, có những người họ tu tập chánh niệm trên hơi thở vào, hơi thở ra. Có những người họ, có người họ thấy cái giai đoạn đầu của hơi thở rất là rõ ràng. Nhưng lại có người khác họ thấy cái giai đoạn giữa ấy, rất là rõ ràng. Nhưng có những người khác lại thấy cái giai đoạn cuối ấy, rất là rõ ràng. Mỗi người đều có sự khác biệt lẫn nhau như vậy. Thì Ngài Thiền Sư Ngài nói rằng khi chúng ta tu tập trên hơi thở vào, hơi thở ra, trên 3 giai đoạn đầu, giai đoạn giữa, giai đoạn cuối. Nếu mà mình thấy cái giai đoạn nào rõ nhất ấy, thì mình cứ chánh niệm trên giai đoạn đó. Mà mình chánh niệm cái nào. Bởi vì tâm của mình chỉ bắt một cảnh thôi. Tâm mới chỉ bắt một cảnh thôi. Đó. Khi chúng ta thấy cái đối tượng đó rõ ràng thì chúng ta cứ chánh niệm trên cái đối tượng đó. Ê lưu, mất lì lưu xin nhé, đi quên lì thuất lì. Thế mà, quên lì thuất đề mất lì nhé. Sức bế chinh thuất lì. A sa lê sâu. Wen aye a sa lê sâu. Song bì rô tuất đoa la, sạc lì đi, wen lì tuất liền nakong bìm bạc tuất đoa la. Tuất liền a sa lê sâu, bê na tuất đê lê. A di sạc u bê naga tuất đê lê, su ra gu. Qua gu kyu sạc, rita bì rô mân yam mê. A sạc ra bê lê. A sạc mê sạc bìm tuất đoa la. Win. Wen zong tuất sâu, a sâu naga tuất mã lì bìm lưu. Thuệ tỏa là vậy ạ. Sinh thuệ tỏa là bên trên mà thuệ tỏa là đi ông mây em ấy. Bên trên thuệ mà lê xuống đó. Sắp vô lệm. Lý lý ấy, nguyên này sông lý của tỷ mà tham ý ấy, sinh thuệ tỏa đấy, sinh công tỏa đấy. Thuệ lý lý ấy, sông mà tỷ mà tham ý ấy, sinh đi khả nạp nhìn bác ngủ. Thuệ tỏa đấy đấy, đá lý của tỷ tham mây em ấy. Cũng vậy, khi chúng ta chánh niệm ghi nhận trên hơi thở vào, thở ra, trong 3 giai đoạn đầu, giữa, cuối đúng không? Thì khi chúng ta chánh niệm như vậy thì sẽ có cái tâm biết. Sẽ có tâm biết, nó sẽ nhận cái tâm, nó sẽ nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra. Nó sẽ nhận biết hơi thở ban đầu, rồi hơi thở ở giữa, rồi hơi thở cuối. Nó sẽ nhận biết rõ cái điều đó. Đó. Thì cũng vậy, khi mà cái tâm nhận biết như vậy thì chúng ta cũng cần phải biết rõ nó. Khi cái tâm này nó nhận biết ban đầu,
hay là cái tâm này nó nhận biết ban giữa của hơi thở, hay là cái tâm này nhận biết cái lúc cuối của hơi thở, thì chúng ta cũng phải biết rõ như vậy, cũng phải ghi nhận chánh niệm biết rõ như vậy. Cô ye sĩ hà nguyên du nguyên ái ye sông bi sĩ thuật đà mía đà la thuật lì lì sông bà bi thuật lì lì sông mà sĩ thuật đà mía đà la ai cô ạ cô đi tha bi đó ai nguyên sông lì à sĩ thuật đà mía yên thuật sông lì nguyên sông lì mà đà đi lì cái tha đà đi tha thuật sông lì mà sĩ thuật đà mía yên thuật sông nà lì u đà đi tha lì chín u chín phe sĩ đi đà phe đà phe nà di hoa thay mà cha chỉ soi đi lao mà là mất này là lấy miếng miếng mà làm vậy miếng miếng nào một sông à sông lưu từ đi xa vậy miếng miếng mà làm miếng mà làm vậy đúng không nào miếng miếng mà làm à miếng xây đi nào mà đi làm miếng là mà cha là cũng vậy à. Khi chúng ta chánh niệm trên hơi thở vào thở ra ấy, thì cái tâm nhận biết hơi thở vào ấy và cái tâm nhận biết hơi thở ra nó có cái tâm nhận biết nó có thì cái hơi thở cuối hơi thở vào nó có cái tâm nhận biết của cái hơi thở cuối thuộc về hơi thở vào và cái tâm nhận biết của hơi thở ra ở điểm cuối. Thì nghe nói rằng giữa cái điểm cuối của hơi thở vào, giữa cái điểm cuối của hơi thở ra thì cái nào nó nhiều hơn, cái tâm nó nhận biết nhiều hơn thì chúng ta cần phải để ý cái chuyện đó. Khi chúng ta để ý cái chuyện đó thì chúng ta nó sẽ hỗ trợ chúng ta phát triển được cái sự bền bỉ trong chánh niệm. Thế là cháu mũ, thế cô ấy muốn đi thua liền đi ngủ, nghe rằng cái yêu say bị đó, mà đi làm ấy, ai đã làm yêu? Nà thì hoa thì mà cái yêu say mà đi lưu xin nhé. Nào bạn già, ý ra nè, nuôi ra, đá lý đi lê bê, thì nên xa xa tí là lê mê. Cũng vậy, khi chúng ta tu tập chánh niệm, chúng ta đặt tâm trên vành mũi, chúng ta chánh niệm hơi thở vào, chúng ta chánh niệm hơi thở ra. Cứ như vậy, chúng ta tu tập chánh niệm trên hơi thở vào, hơi thở ra như vậy, tự động một thời gian chúng ta sẽ thấy ra cái nóng, cái lạnh, cái nóng, cái lạnh của cơ thể. Còn bởi lẽ ê để bù để cuộc hàng đào vậy đó. Chúng ta sẽ thấy được cái nóng, cái lạnh trên vành môi. Đó là chúng ta đặt tâm chánh niệm hơi thở vào hơi thở ra trên vành mũi đó, ngay chỗ mũi, trên phía môi đó, ngay chỗ mũi chúng ta nè. Thì chúng ta chánh niệm, lúc chúng ta chánh niệm hơi thở vào hơi thở ra ấy, thì một thời gian chúng ta sẽ thấy được, chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự nóng lạnh trên ngay chỗ vành mũi của mình. Ngày thực sự nó nói như vậy. Từ từ chúng ta sẽ thấy được cái sự nóng của nó, cái lạnh của nó xuất hiện ở trên vành mũi. Ai là cụ bé bù ra nè ê ra đi liền nè nà thì hoa thì đại lộ bù ra nè ê ra tí là vì số nhen sao bị mà biểu đấy tí đi nà bị rô bơ đi ông đi nà bị rô bơ đi tí đi nà ấy chẳng rô bơ đi yoga phao biển nè ông đi nà bù cho rô bơ đi phao biển nè số đấy yoga tập bò gu ta gu ấy tập đi liền nè yếm mi là đáp chết đấy ta ê để bù để là yoga khay yoga để ra yoga để ra là phết đáp chết đấy yếu đi à phao biển mù phao biển phao biển này anh ấy sợ anh ấy sợ tì là cũng vậy khi chúng ta chánh niệm hơi thở vào thở ra một thời gian như vậy thì chúng ta sẽ thấy được cái sự nóng lạnh trên vành mũi. Thì cái sự nóng lạnh đó nó thuộc về gì? Thuộc về sắc pháp. Nóng lạnh đó thuộc về sắc pháp và bản chất sắc pháp này luôn luôn biến đổi, luôn luôn thay đổi, luôn luôn chuyển động và không ngừng nghỉ, luôn luôn biến đổi, luôn luôn thay đổi. Hãy cứ lưu miêu huấn luyện thôi mà thì xí gần lý đi ngủ lại nà yà mê nàm bát đi hê dì lùm yô lý nè nà dì quà thay thị ra lý bê yà nì ạ thay nhì dì lù chì yà mê nàm bát đi nàm bát nì ạ xà lê sông tôm yô gù tì yào mạ yà mê khả nà vậy ạ nàm bát nì thật ạ ạ xà lê sông tôm gù tì yào mạ yà mê quý nàm bát rèo kè vậy ạ nàm bát đô nàm bát đô ạ sông lê gù tà rì thà yà mê thì xí gần tôm chê cô đi thay nhau, người đi thua lệ vậy, chỗ cô, trên chỗ cô, tỷ vị luôn mấy em ấy, nằm bên tông, nằm bên lề vậy, nằm bên lề, ít là người đầu tỷ là tỷ vị số nhen, ít là người là bò là vị số nhen, người đi thua lệ vậy, cái mặt thay nhau, trên chỗ cô, tỷ vị luôn mấy em ấy, nằm bên lề, nằm bên ngang vậy, không chịu mà, nằm bên tỷ bên lề, xây nè, sưu tinh sưu thọ, nà thì qua đây thì học nó xây cả tỷ nhỉ? Mà, nãy mới đây là sa lề xong, nãy bên tông rồi lề xong xong từ đi tha đấy, quyền lề thế lề xong vậy nó, nãy bên lề rồi lề e để bù lề cho đã, e bù lề thì tỷ lại, núi đã bù lại núi đã, nó lề tỷ lại. Rồi ngài thiền sư ngài chia sẻ chúng ta bốn cái giai đoạn tu tập thiền, tu tập trên hơi thở vào thở ra thì mọi người bây giờ phải nhớ ghi vào, phải ghi này vào để mọi người nhớ nắm bắt cho nó rõ. Để mà chúng ta tu tập chánh niệm trên hơi thở vào thở ra thì đầu tiên chúng ta đặt
tâm, chúng ta hướng tâm trên vành mũi, ngay chỗ mũi đó, để chúng ta chánh niệm ghi nhận hơi thở vào, hơi thở ra. Đầu tiên là đặt tâm trên vành mũi, chánh niệm ghi nhận hơi thở vào, hơi thở ra, đó là cái điều đầu tiên. Sau khi chúng ta chánh niệm hơi thở vào, hơi thở ra như vậy thì cái giai đoạn thứ hai là chúng ta cần phải chánh niệm ghi nhận ba giai đoạn của hơi thở vào, hơi thở ra. Ba giai đoạn của hơi thở vào, hơi thở ra chính là gì? Giai đoạn đầu của hơi thở vào, hơi thở ra, giai đoạn giữa của hơi thở vào, hơi thở ra và giai đoạn cuối của hơi thở vào, hơi thở ra. Đó, chúng ta cần phải chánh niệm ba giai đoạn đầu, giữa, cuối của hơi thở vào, hơi thở ra. Đó là giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ ba là Ngài Thiền Sư nói rằng hãy để ý chánh niệm ở cái giai đoạn cuối của hơi thở vào, hơi thở ra. Bởi vì cái giai đoạn cuối nó rất là rõ ràng. Thiền Sư nói vậy. Thiền Sư nói rằng hãy nên chánh niệm ghi nhận quan để ý cái giai đoạn cuối của hơi thở vào, hơi thở ra. Chúng ta cần phải chánh niệm trên cái giai đoạn cuối đó, quan tâm giai đoạn cuối đó. Cái điều thứ tư là gì? Là chúng ta cần phải chánh niệm ghi nhận cái sự nóng lạnh của hơi thở vào, hơi thở ra khi tiếp xúc trên vành mũi. Đó, khi hơi thở vào, hơi thở ra thì cái hơi thở nó sẽ tiếp xúc ngay chỗ vành mũi đó. Nó sẽ có sự tác động. Là khi mình tu tập chánh niệm một thời gian ấy, thì mình sẽ thấy ra cái sự nóng lạnh xuất hiện ở đó. Thì Ngài Thiền Sư ấy, nói rằng khi mà có cái sự nóng lạnh xuất hiện ấy, thì chúng ta cần phải chánh niệm nó. Vậy tổng cộng gồm có 4 giai đoạn. Vậy 4 giai đoạn để sư lặp lại là một lần nữa để mọi người dễ hiểu. Thứ nhất là gì? Đặt tâm trên vành mũi để chánh niệm hơi thở vào thở ra. Giai đoạn thứ hai là gì? Cần phải chánh niệm trên 3 giai đoạn của hơi thở vào thở ra chính là gì? Đầu, giữa, cuối. Thứ ba là gì? Là chánh niệm ở cái điểm cuối cùng, cái giai đoạn cuối cùng của hơi thở vào thở ra. Điều thứ tư là gì? Là chánh niệm cái sự nóng lạnh của cái sự nóng lạnh của hơi thở vào hơi thở ra khi tác động trên vành mũi. Đó là 4 giai đoạn. Nhìn lý gà, nó không muốn là đại diện lý gà. Ý này nó không à, ý mê, xây cái lý à, ý để lưu tí lại mê. Nhìn lý gà, nì đi bù lộ, bù xinh đi bà là bì đọ, bù đến lý à, nó không là đại diện, nó không bù mê, xây cái lý à, bù để lưu tí mê, ế ra gù, nét đạ. Tu vào tu ý yên ý mê, nuôi yên nuôi mê. Ê ra gù, ý ra gù, nuôi chênh lù mê yà gù, nuôi ra gù, ý ong lù mê yà gù. Tu tà vô tu sao nì đê, nét đạ. Tu vào tu ý yên ý mê, nuôi chênh lù mê, ý chênh tà khá ý mê, nuôi chênh tà khá nuôi mê. Cú vào đó, ý và nuôi vào lù, xì mê lù mê yà gù, đá gù bê. Nét đạ xù vào lì, tà vô bao lạ lì mê. Dạ tì ưu tu vậy nó. Cũng vậy, Ngài Thiền Sư nói rằng cái sự nóng lạnh của khi mà ở trên vành môi ấy, hơi thở, khi chúng ta quan sát hơi thở vào hơi thở ra ấy, thì chúng ta sẽ thấy được cái sự nóng lạnh ấy. Thì cái sự nóng lạnh này không phải chúng ta cố gắng để đạt được, mà cái đó là cái sự xuất hiện tự nhiên. Thì Ngài Thiền Sư ngài nói rằng ấy, nó lệ thuộc vào thời tiết. Ví dụ ấy, chúng ta đang tu tập thiền trong vào chúng ta đang tu tập thiền ở một cái thời tiết nóng đi, đúng không? Thời tiết nóng không? Thì khi cái thời tiết nóng của chúng ta tu tập ấy, thì hơi thở nó sẽ nóng. Khi hơi thở này cái luồng gió nó tác động vào mũi của mình ấy, thì tạo ra gì? Nó tạo ra cái nóng, cái mũi mình sẽ thấy được cái sự nóng. Thì khi cái sự nóng xuất hiện như vậy thì chúng ta cần phải chánh niệm nó, tâm nhận biết và chánh cái niệm ghi nhận cái nóng đó. Cái thứ hai ấy, nếu mà chúng ta tu tập vào cái thời tiết lạnh ấy, thì cái hơi thở đó, cái luồng gió đó nó tác động vào cái vành mũi của mình ấy, thì mình cảm nhận mình thấy ra cái lạnh của hơi thở. Thì khi cái hơi thở này nó đang lạnh ấy, thì cái tâm nhận biết cũng thấy được cái sự lạnh đó. Thì Ngài Thiền Sư nói rằng hãy nên chánh niệm trên cái lạnh đó của hơi thở đó. Khi hơi thở vào hơi thở ra tiếp xúc mà chúng ta thấy được cái sự nóng lạnh, thì chúng ta chánh niệm trên cái sự nóng lạnh đó. Và cái bản chất nóng lạnh đó không phải là tôi, không phải một chúng sanh nào cả, mà chỉ là sự nóng lạnh mà thôi. Và cái nóng lạnh này nó là tự nhiên mà có, tự động mà có, chứ không phải mà chúng ta là cố gắng hay là chúng ta ra sức hay là chúng ta điều khiển để có sự nóng lạnh. Đó là không phải, mà đó là cái bản chất tự nhiên của nó, cái bản chất tự nhiên của nó đó. Điều đầu tiên Ngài Thiền Sư nói rằng cái sự nóng lạnh đó chúng ta cần phải chánh niệm ghi nhận bằng cái thái độ là không phải tôi của tôi. Và thứ hai ấy, cái sự nóng lạnh đó là cái trạng thái tự nhiên. Mà bố đi nhanh xe rồi phía dìa rồi. Ê tư lùm mắt đẹp khá. Nguyên nà thuật đà lì. Ê tư lùm nhu ý ra tí tí, nuôi ra tí tí. Khi ra đu ra tí tí, xa xông tí tí. Chúc áp xí gà đọc. Ê tư lùm nhu đẹp khá mắt lại đái. Khao lì ý ý thá bá. Sê kê lì gù lè nhìn gì đó ý ông thá bá. Ê đi nè chen nè chí mạ tà lì yên. Khu biô đà đi.
quá quá bia bia đi là lấy mẹ lụ từ lụ mà tha để có vậy ngài Mahabodhi ấy, ngài cũng như ngài cũng tu tập theo cái cách là tranh hơi thở vào hơi thở ra như vậy, à hơi thở ra hơi thở vào dài hay là ngắn, hay là hơi thở vào hơi thở ra có ba giai đoạn đầu giữa cuối, hay là hơi thở vào hơi thở ra có nóng có lạnh, à thì ngài luôn chánh niệm ghi nhận biết rõ, à nó nóng biết rõ nóng, nó lạnh biết rõ rành, nó dài biết rõ là đang dài, nó đang ngắn biết rõ đang ngắn, nó thuộc về giai đoạn đầu giữa cuối thì biết rõ đầu giữa cuối, à, luôn luôn chánh niệm ghi nhận như vậy, à, nhiệm vụ làm của mình là chánh niệm ghi nhận để biết rõ nó. Thì huấn luyện quản lý anapana cầm thân hà tâm thân về cụ giáo lệ siêu lu giả để vipassana siêu lu lệ giả để nam yu giả để cầm thân lu từ lu mai giảm. Cũng vậy khi chúng ta tu tập trên hơi thở vào là hơi thở vào thở ra chính là đề mục anapana. Thì cái đề mục anapana hơi thở vào thở ra này ấy, có thể chúng ta tu tập thiền định cũng được. Chúng ta có thể sử dụng cái đề mục hơi thở vào thở ra để chúng ta tu tập thiền định cũng được. Và chúng ta cũng có thể sử dụng cái hơi thở anapana hơi thở vào thở ra này để chúng ta tu tập thiền vipassana cũng được. Đó. Nó có hai cách. Chúng ta có thể sử dụng hơi thở để tu thiền định, chúng ta cũng có thể sử dụng hơi thở để chúng ta tu thiền tuệ vipassana. Thì cái mặt trăng là tiếp bên lề đàn này, lá đàn này đưa đây tiếp bên lề lề để bốc hoa, nhà vệ cụ lề chân yên, nhà vệ cụ áo quần khâu, bề vệ cụ áo quần khâu yên, ai tiếp bên hàng nhà vệ cụ lề để, bề vệ cụ lề chân yên, bề vệ cả nền cụ khâu, nhà vệ cả thắt cả khâu lại yên, ai tiếp bên hàng, bề vệ cụ lề đoạt để, ai tiếp lùi về. Lì liu ao biu nì để suy yên, sen nhìn nhà lì nè lì liu ao biu nì để suy yên. Tầm mặt trăng cầm mặt trăng phía bì đó, số áp yếu cái đấy, ít ra nuôi ra đi. Đi nào thì qua thêm mà bỏ là tầm nhà đi, tầm yếu nét tầm yếu mà đủ ra đi, tầm nhẹ ra đi, tí ao mày yên đó, thảo ủy ban nào cầm mặt trăng phía đấy. Và lấy chút lê và lấy khâu lại, lấy trần nam. Lì liu ao biu. Tiếp bình tiếp bình tiếp bình rồi lại vậy, tiếp bình. Tiếp bình ngủ, nhà bác ngủ lê chân nhà ao, bây giờ bỏ, à rồi nhà bác ngủ lê mà. Nhà bên lê sẽ vào lê sẽ ao cũng biểu chạm tiếp bên lê rồi mà lê biểu chạm tiếp bên biểu chạm à giá khâu yến thì bên của lê mà lê giá khâu yến à à à mà tâm mà ra lê lê ao dùng biểu gì đấy xin nhị ao lưu về ao biểu mà số yến tâm mà thả tâm mà là lê là lê là lê vậy. À thì ngài thiền sư có đưa ra một cái ví dụ giống như là một cái cây đúng không? Nếu mà chúng ta chặt nó qua phía bên phải thì cái cây nó sẽ đổ qua phía bên phải đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta chặt nó vào hướng bên trái thì cái cây nó sẽ đổ qua hướng bên trái. Thì cũng như vậy, cái hơi thở vào hơi thở ra anapana đó, chúng ta cũng có thể tu tập thiền định và chúng ta có thể tu tập thiền tuệ được. Nếu mà chúng ta muốn tu thiền định ấy, trên hơi thở vào hơi thở ra chỉ có một cách thôi, là chúng ta như nào, là chúng ta tập trung trên hơi thở vào hơi thở ra. Nhiệm vụ của chúng ta là tập trung trên hơi thở vào hơi thở ra thì chúng ta sẽ tu tập được thiền định samatha. Nhưng mà khi mà chúng ta chánh niệm ghi nhận biết rõ hơi thở vào thở ra, à nó nóng nó lạnh nó dài nó ngắn biết rõ ghi nhận chánh niệm ấy, thì chúng ta sẽ phát triển thiền vipassana trên hơi thở vào thở ra đó. Thì cũng giống như là một cái cây, à chúng ta chặt qua hướng bên phải ấy, thì nó sẽ đổ qua hướng bên phải. Nếu chúng ta chặt nó phía bên trái ấy, thì nó sẽ đổ qua hướng bên trái đó. Cũng vậy, hơi thở vào thở ra chúng ta cũng có thể sử dụng nó để chúng ta tu tập thiền định, chúng ta cũng có thể sử dụng hơi thở vào thở ra để chúng ta tu tập thiền vipassana. Ê đó lu, quên đi thua đi đi u, mất đi bên, mất đi yên nè, đi khăn ra gùi đi mà khăn ta ra đi bò ra đi mè, thùng na, na ra, chén na, cái ra, khay ra, ê đi tập bò đi ra đi ha, du à du, bò ra đi mè, bò ra để khai gia yên, na không thì mè ra cả, xí cả bù video áo ba đó la, na ra về cũng xí cả bù yao đó la, ê đó lu cố xí cố cái khay. When it really maps it, they swing, when it really will be named half map. When it really map me, I will swing, now then the alley will sickle in a jeep video. Nara yet the body alley, a dead a jab being a bio, near shim lady, the of many ame. À, cũng vậy, khi chúng ta tu tập chánh niệm trên hơi thở vào hơi thở ra, đúng không? À, chúng ta chánh niệm ghi nhận hơi thở vào hơi thở ra. À, thì trong quá trình chúng ta chánh niệm hơi thở vào hơi thở ra, thì cái thân thể này chúng ta sẽ xuất hiện những cảm thọ. À, đau nhức mỏi tê ngứa, à, đau nhức mỏi tê ngứa xuất hiện ở thân thể của chúng ta. Thì ngài thiền sư nói rằng ấy, nếu mà cái sự xuất hiện của đau nhức mỏi tê ngứa ấy, mà cái đối tượng đó nó mạnh quá ấy, thì ngài nói rằng lúc đó chúng ta cần phải chuyển qua cái đối tượng cảm thọ đó, à, mà chúng ta không nên chánh niệm trên hơi thở vào thở ra nữa. À,
khi nào mà có cái đối tượng nào khác mà nó xuất hiện mạnh hơn thì chúng ta lại dừng lại cái việc tu tập chánh niệm hơi thở vào hơi thở ra, mà chúng ta chuyển qua cái sự chánh niệm tu tập trên cái đau nhức mọi tiên ngứa đó. Đó, để chúng ta thấy ra cái bản chất sanh diệt của nó, cái sự thay đổi của nó. Ở đây khán đài của em mà giờ thì u du đi ấy, bù đen đi nề yo, nề bù mồ yo, ở đây đen đi nhà nhà khán thà để bốc gù ha. Thì khán đài của em mà u đen nà đi à nhà gì, ao nề đất đi, nó cố sự thế mà lô ba đi đô ga à bù đi đô da à bù đi khán nà khán nà, nhà ấy chỉ bù để bốc gù mà lấy về. Thì khán đài của em mà à bù đi ao nề đất đi. Cũng vậy, tùy vào thời tiết mà cái cơ thể của chúng ta nó thay đổi, đúng không? Tùy vào thời tiết mà cái cơ thể này nó thay đổi, lúc nó đau, lúc nó dễ chịu, lúc nó khó chịu, lúc nó nhức, nó mỏi, nó tê, nó ngứa rồi. Những cái cảm thọ, những cái sự khó chịu của thân thể nó xuất hiện á, nó lệ thuộc vào cảm thọ, nó lệ thuộc vào thời tiết nữa. Đó. Đôi khi thời tiết nó tác động vào cơ thể của chúng ta và cơ thể của chúng ta dẫn đến những cái cảm thọ xuất hiện khác biệt nhau. Đó, thì nói rằng chúng ta cần phải nhận biết đó. Thì cái khi mà cảm thọ xuất hiện như vậy thì chúng ta cần phải chánh niệm để chúng ta thấy ra cái bản chất sanh diệt của nó, cái sự thay đổi của nó, cái sự vô thường của nó. Ê đi kì lì dà à bù đi nhá yà gà nì nè dòa nè yà gà nì nhì nhì nì đồ y dòa ông thị thì tà đi nè để ra dân mạng nì à mê. Cũng vậy, giống như là cái nóng của cơ thể nó xuất hiện đúng không? Cái nóng này xuất hiện như thế nào thì chúng ta chánh niệm như vậy. Khi chúng ta chánh niệm trên cái nóng của cơ thể, cái nóng này lúc đầu nó mãnh liệt, rồi sau dần nó giảm dần, nó giảm dần, nó nhẹ dần, rồi nó diệt đi, nó mất đi. Đó, tại sao chúng ta thấy được cái đó? Bởi vì khi chúng ta chánh niệm như vậy, chúng ta ghi nhận nó, chúng ta quan sát nó, thì từ từ chúng ta sẽ thấy được cái tiến trình của nó. Thì lô bà đô gà đô đà à bù đi xí nì tì vi thì khá nà gù gà lê bè thông na na ra trên na cái đó khé ra đi ạ bỏ đi mà kí lì da mà khăn ra mà xin đi tới vậy khăn da mà ở đi khăn da mà xui đấy thì vui lên na đi ạ bỏ đi mà bỏ ra gu xây biết xây mà luôn nhớ số bia cả ba giờ na đi đi ông mà lại yêu biết ông đi cả một vụ ở đi vui lên na ấy tập bỏ gu đi ông tới đi lên này đã xong gì luôn rồi mới mà tha cái đấy. Cũng vậy, bởi vì chúng ta là một người phàm phu, chúng ta còn những cái ký lê xá phiền não tham sân si, những cái phiền não luôn luôn đang vận hành nơi tâm của chúng ta. Chính những phiền não đó vận hành như vậy rồi dẫn đến gì, cái cơ thể của chúng ta cũng vậy, nó cũng nóng lạnh thất thường, đau nhức mỏi tê ngứa đó, nó thay đổi biến chuyển như vậy á. Thì ngài nói rằng cái đau nhức mỏi tê ngứa đó chúng ta không cần phải gọi là chịu, không phải mà chúng ta điều khiển nó, mà cái nhiệm vụ của chúng ta cần phải làm gì, cần phải quan sát nó, chánh niệm nó một cách tự nhiên, ghi nhận nó một cách tự nhiên, không nên điều khiển nó, không nên là không nên điều khiển nó thì không tốt, mà chúng ta cần phải chánh niệm để chúng ta thấy ra cái bản chất của nó. Lũ đi thiên sa bà đi tô ca đặc khu nay sẽ tòa yên đại tâm yên cây sa si hoa yên cây sa lũ yên cây sa à bù đặc khu tô ca đặc khu yên bà thế giàu là yên cô ấy dùng gì hà lê về bù là đi, ye là đi, nuôn đó đi, ế đó cháu mù. Thì sĩ thế mà, tôi có thổ ta đi, ế bù đi thế lại đàn này. Thì dù chí là ế bù đi mì bì gà chá mà, bên bàn đó đi, ế đó cháu mù. Thả lý đi hù, tí tạo mà dạ mê. Cũng vậy, ngài đưa ra một cái ví dụ, cái tâm của mình ảnh hưởng cái thân mình rất là nhiều. Ví dụ gia đình mình xảy ra một cái chuyện nào đó, hay là những cái vấn đề về con cái của mình con cái của mình bị những cái chuyện gì đó, rồi dẫn đến cái tâm của mình dẫn đến sầu não, đúng không? Cái tâm mình sầu não, đau khổ, lo lắng, đúng không? Thì khi cái sự lo lắng, sầu não xuất hiện ở tâm của mình đó, thì khi nó xuất hiện ở tâm của mình này thì nó làm cho cái cơ thể của chúng ta nó cũng biến đổi theo. Cái cơ thể của chúng ta cảm thấy mệt mỏi, đang lúc đau buồn khổ não thì sao, mình cảm thấy mệt mỏi rồi không muốn, không ăn gì được cả, rồi cơ thể suy kiệt, rồi dẫn đến cái thân này cũng suy kiệt theo. Cái tâm buồn rầu sầu não rồi cũng dẫn đến cái tâm này, dẫn đến bệnh tật, dẫn đến cái sự mệt mỏi, đau đớn rồi khó chịu đó. Thì ngài nói rằng chính những cái phiền não đó, những cái phiền não đó cũng tác động đến cái cơ thể của mình, nó còn tác động đến cơ thể của mình, cái sự biến đổi của cơ thể cũng nó cũng bị thay đổi phụ thuộc vào cái tâm của mình nữa. Cái tâm của mình buồn rầu sầu não thì cái thân này cũng mệt mỏi, đau khổ hay là biến đổi theo.
Aku yogi di diam ayen le suye, wiranariya, cimasi ye, cidelo ye, bang ye, dimasong yu ye, adi niya di gape, nara jenaga da kera di, thong nari dimyu, pola li me. Cũng vậy, khi chúng ta tu tập chánh niệm ấy, chúng ta ngồi chúng ta tu tập chánh niệm ấy, thì nó sẽ xuất hiện những cảm thọ, nó sẽ xuất hiện những cảm thọ ở bàn chân hay là ở ngay cái bàn chân của mình, rồi từ cái bàn chân đó nó lên cái đầu gối của mình, rồi từ đầu gối nó sẽ có những cảm thọ xuất hiện ở cái bắp chân của mình đó, hay là cái bắp đùi chân của mình đó, nó sẽ xuất hiện những cái cảm thọ khi chúng ta tu tập. Và lưu ý gì này thì bỏ ra lấy rồi nhé. Khăn áo của bộ vị trí của áo gần thì thân thay ra để đuổi đủ đủ cả. Áo mà thì này để đuổi chỉ miết gì chỉ được lâu bằng đêm sông yêu. Bộ vị cả phi cha để đuổi đủ đủ cả này sao bị đó? Nào ra trên nào cái đã khé ra đi khi ra đi. Cái lý do tại sao mà chúng ta ngồi thiền mà cái chân của mình bị tê rồi cái bắp chân của mình bị đau hay là cái bắp đùi của chúng ta bị đau nhất, bởi vì sao? Bởi vì cái phần dưới cơ thể mình đó nó đang gánh cái phần phía trên cơ thể của mình, cái cơ thể phía trên của mình từ đầu cho đến cái chỗ eo á, thì sao? Nó đang chồng chất, nó đang chồng chất một cái gánh nặng, làm cho cái đùi này, cái bắp chân này, cái chân này nó thành một cái gánh nặng và nó sẽ xuất hiện những cái cảm thọ đau nhất mỗi tay ngứa. Adulu miu bo la yin bo da li ku le be sait ma pye ya bu sia ro yi main tha de khong ee ee sait ee ee li ne blu chin ni de le blu na ni de le blu thong ni de le a di na ra chi de lo yi paung yi du yi kha yi lo ma pa be ne blu na ni de le ma sait ne na de tabo ta ya li ko be pya ti aw khong ee ee sait ee ne mất niệm mẹ chỉ niệm mẹ một khuê cha mẹ nó lê chì nà để bầu nà để luôn một khuê bảo u nó bảo bảo chì con khăm mà bảo bảo nà ra nè đi ra con y sĩ y lên nè ta chi ngày thì ngày mà hao đến ngày dạy rằng ấy, khi mà những cái cảm thọ xuất hiện ở chân của mình hay là ở bắp đùi của mình hay là ở bắp vế cái chân của mình ấy, thì nó rằng đừng có phân tích rằng nó đau chỗ nào, nó đau chỗ đầu gối hay là nó đau chỗ bắp chân hay là nó đau chỗ bắp đùi, đừng nên cái phân tích cái chuyện đó, mà chúng ta hãy nên quan sát chánh niệm cái trạng thái cảm thọ đang có mặt. Chúng ta đang chúng ngài thiền sư ngày mà hao đến nói rằng hãy nên chánh niệm ghi nhận để chúng ta chánh niệm trên cái trạng thái cảm thọ đang có mặt đó, cảm thọ đâu đang có mặt, biết rõ chánh niệm ghi nhận nó, chứ đừng phân tích rằng nó đâu chỗ này đâu chỗ kia, đừng phân tích nó, mà chúng ta cần phải xuất hiện cái cảm thọ này đang xuất hiện rõ ràng như vậy, chúng ta cứ chánh niệm giống như vậy, biết rõ nó, ghi nhận nó. Thế cái lo bong bong đi chỉ cái lo đi đủ đi cái lo bây giờ cô ăn biếu mẹ, đàm mà mồ ngã chỉ cái lo in nào đấy ngã bong nào đấy ngã đủ nào đấy lo xia ngã ba la yên, ai đi vui đến nào đi ha, bù bù bi lo, số là đấy đấy, khen nhà đi bù bi lo, khen là đấy đấy. Có vậy nếu mà chúng ta tu tập vào cảm thọ ấy mà cái chân bị đau, cái bắp đùi bị đau, cái đầu gối bị đau mà chúng ta chấp rằng là đây là cái bắp đùi của tôi bị đau, đây là cái đầu gối của tôi bị đau hay là đây là cái chân của tôi bị đau, nếu mà chúng ta chấp vào đây là tôi đang đau ấy thì cái cảm thọ đau này càng đau hơn nữa. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đang chấp vào cái bản ngã, cái bắp đùi của tôi, cái đầu gối của tôi, cái chân của tôi đang đau. Khi mà chúng ta chánh niệm mà chúng ta chấp vào cái tôi như vậy thì cái cảm thọ đó, cái cơn đau đó sẽ càng dữ dội hơn. Ở đây lưu nà ra đi bố là yên, ngã nà ra mô bù, tu tà bố tu sao nì ra, yếu đi yê phao biển đá đê tà bố, nên tì đá đê tà bố, nà ra nè tì ra, thông nà nè tì ra, gai ra nè tì ra, ở đây lưu mưu, quá quá bè bè tì quá vi, xù yên, vô đê nà yê tà bố, gong gong lì tì quá vi, xù lù xì yên, ở đây nà ra đi yê, phì phì, yô tòa ra lì đi, đu yà lì mê. Cũng vậy, khi chúng ta tu tập thiền Vipassana, chúng ta cần phải có một cái thái độ đúng đắn. Cái thái độ đúng đắn hay là cái rất là quan trọng. Cái thái độ chân chánh, cái thái độ đúng đắn rất là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta tu tập thiền Vipassana, chúng ta chánh niệm trên cái cơn đau ở bắp đùi hay là cái cơn đau ở đầu gối hay là cái cơn đau cái cảm thọ ở chân của mình nó xuất hiện, đúng không? Thì chúng ta nhận biết rằng cơn đau này chỉ là cơn đau mà thôi. Cơn đau này không phải tôi, không phải là của tôi, mà nó chỉ là bản chất đau mà thôi, chẳng là chỉ là sự đau mà thôi đó. Khi chúng ta nhận thức được như vậy ấy, và chúng ta chánh niệm nó bằng cái sự
bằng cái sự chánh niệm, chúng ta chánh niệm bằng cái nhận thức như vậy thì đó mới thật sự đúng đắn. Ở đây mình nói ra thì là này à suy đề chi miết gì à này sa chín này thông này rồi chi miết gì à này chi từ lâu anh đi bao từ lâu lẽ suy là đẹp đấy, để khai đi bao anh đi chi từ lâu bắt cú suy đó là ở từ lâu đi lẽ chín đi đẹp đấy, ở đây đi cú này à suy mu cú từ đi tha miếng áo suy mày mày. Cũng vậy, khi chúng ta chánh niệm trên cái cảm thọ đau ấy, ví dụ lúc ban đầu nó đau ở chân đúng không, nó đau ở mắt cá đi ngay chỗ bàn chân đi, rồi nó đau bàn chân như vậy nó di chuyển lên đầu gối, rồi từ đầu gối nó di chuyển lên vào lên bắp đùi của mình đúng không? Thì khi các cơn đau nó di chuyển từ dưới lên trên như vậy, cái nhiệm vụ của chúng ta cần phải biết rõ à, các cảm thọ đang di chuyển, nó là các cảm thọ đau, các cảm thọ nó đang di chuyển như vậy, chúng ta cần phải chánh niệm ghi nhận biết rõ à, cái sự thay đổi của nó, cái sự di chuyển của nó như vậy, mình biết rõ nó, mình chánh niệm nó, mình ghi nhận nó, mình hay biết nó đó. Khi nào có bộ bài sử dụng khá là xa bí đồ nà đã đi khá nà khá nì mà thắc cụ đệ cho yêu đi nà cho yêu đi anh mà đi lấy biển ô đi thì đại ao à bộ đệ đệ bi đồ thu thu đệ bi đồ nà ra đi lẽ mày ở đây mẹ à. Cũng vậy à, từ vòng eo của mình đúng không, cái cơn đau nó xuất hiện ở vòng eo của mình, rồi từ cái cơn đau vòng eo đó nó đâm lên, nó đau ở vai, rồi tới đau ở cổ, nó chuyển lên đầu của mình đó, thì cái cảm thọ nó di chuyển như vậy thì chúng ta cũng phải chánh niệm biết rõ ghi nhận. Ở đây là nhiều nhà ra đi bộ là yên sinh mệt yên này khăn đa yên đi từ bộ đi ra khăn đa đấy mà đi từ bộ đi ra đi xin đi đấy đi khăn đa cũ yên mà con bu luôn cô tết đi này cô chỉ lấy luôn mà luôn tí là đạp xe đấy. À, cũng vậy, khi mà những cái cơn đau xuất hiện ở thân của mình như vậy thì ngài thiền sư nói rằng đừng nên có thối chuyển, đừng nên có nhục chí, mà hãy tinh tấn nỗ lực để tu tập để thấy ra à, giáo pháp, bởi vì giáo pháp là đang đó, đang xuất hiện ở thân của mình đó, những cái cảm thọ đó cũng chính là pháp để chúng ta tu tập, nó là pháp để chúng ta tu tập chứ không phải để chúng ta cảm thấy buồn rầu nó à, nó đau quá chán nản buồn rầu thì ngày đó đừng nên làm như vậy, mà hãy xem các cơn đau đó giống như là một cái pháp để chúng ta tu tập, để chúng ta tu tập, để chúng ta thấy ra cái sự thấy ra chân lý thì đâu có người nào sinh ra để người nào đi cả. Thì ác sa mà để yogi đuổi, khé khé luôn, thiên hạ bị mê. Thì cái này chớ đâu, mấy suy gong gì, bao lâu mấy suy gong luôn biểu ra lệ số đó. Thì thôn nào nào ra trên nào cái đó khé ra số đấy. Đâu có người nào để bỏ đi để khám yếu mà. Sinh đi, khán nào cũng biến bẹ mà thua phu. Ở đi khán nào cũng thế mà, bỏ là tâm nhà đi u. Tí này để đuổi, sinh mà thua ao, tu à, thì bên này để đuổi. Thế cái đề kia đi sinh ấy đâu có người nào đi ha, mấy suy gọi nè, trừ đề. Có vậy những cái cảm thọ khó chịu xuất hiện ở thân của mình đó, nó đau khổ, nó khó chịu không? Khi nó khó chịu, những cảm thọ đau nhất mỗi tia ngứa xuất hiện ở thân của mình không? Thì mình nghĩ rằng là những cái này rất là đau khổ đúng không? Mình xem nó là giống là kẻ thù vậy đó, mình mong nó rằng là nó sẽ mất đi. Nhưng ngài thiền sư nói rằng không phải, đó không phải là kẻ thù của mình. Những cái cơn đau xuất hiện ở thân của mình là những người bạn tốt của mình đó, là do là thân quyến của mình đó. Bởi vì sao? Bởi vì chính nhờ nó mà mình mới tu tập được. Chứ còn mình thấy nó đau quá rồi mình từ chối nó, mình nản với nó, mình phiền não với nó, mình đau khổ với nó, mình mong nó mất đi thì cái đó không phải, cái đó là không phải. Mà mình hãy xem nó là gì, nó là cái thân quyến của mình. Cái cơn đau ở cơ thể của mình chính là thân quyến của mình, chính là người bạn tốt của mình. Bởi vì sao? Bởi vì nó đang bày chúng ta cách tu tập. À, chính nó, nhờ nó mà chúng ta mới thấy ra cái bản chất vô thường của vô ngã, và chúng ta mới tu tập trên nó được. Thì vedana sinh ra dukkha vedana đi cả, thì ya atho de lan jao ma, mye ran po ni da mho bu. Vipassana nyen ni se sin ma, asa 2 sin ya dabai, le 5 sin ya dabai, athat 3 sin ya dabai su pi lo, de lu khwe cha lai yin, di asa bai le ma le be thin nin sha sha po dat de. Ở đây bây giờ thì sinh ra đâu có người nào đi mà bỏ rộp hù. Ở chỗ mà xây cụ về đi gà thăm mà giá đi. Ở trên nhà, vì bắt đầu nhà, ở trên nhà. Mỗi gì được nhà đá nhà, bà đi tiền khá nhà, lúc khó đi. Ở đây nhà thì cũng mà đá liền. Thì sinh ra đâu có người nào đi. Bên sư bó á thô á đi. Thì vì bắt đầu nhà, xe xe mà. Ở xa bánh này, ở bó bánh. Thì nó bánh về, sư mà giá đá. Vì bắt đầu nhà, lên chỗ mà, nhà đến sư mà giá đá mà hù. Lên bà lê xe xin xí đề nợ xin thật là bà lê quê đề nà quê đề nà nợ xin nhẹ quê đề nà bò đồng nhà đề quê đề nà bò đề nó là Nga xin lê mà bò ú ờ thật đông xin nhẹ
bất tham nhiên mà bỏ đi. Hầu, bà lẽ sẽ sinh number 3 là nhà sinh number 2 rồi là nga sinh number 2 rồi là tông sinh. Number 2 mà bỏ đi. Nhà sinh rồi là bà lẽ bất tham sinh rồi là bà lẽ quên là bỏ làm nhà đi. Đủ đi ya sinh rồi là bà lẽ bia. Bên ga nhiên bây giờ nhiên. Sinh rồi là bỏ làm nhà đi. Bây giờ nhiên sinh đi về mẹ ya làm nhà đi. Mẹ đi, nãy number 2 mà lấy bia. Number 2 cho nhiên, ai đi sinh ở đâu có quên là đi bia mẹ ya đi. À, hả là sinh nhật đâu khác quy định nào vậy đó nào ra trên là cái là khi à xá à xong vậy tên xong nhật xong nó cứ về mẹ là nghĩa là mẹ là một thật cũng vậy người nói rằng để tu tập thiền vipassana là chúng ta phải trải qua có 10 cái 10 tầng tuệ 10 cái giai đoạn à, tu tập thiền tuệ nó có 10 giai đoạn thì 10 giai đoạn nó được chia thành làm ba giai đoạn đầu tiên gồm 2 phần giai đoạn thứ hai gồm 5 phần và giai đoạn thứ ba gồm 3 phần thì giai đoạn đầu tiên ấy thì chúng ta lúc ban đầu chúng ta tu tập ấy thì những cái cảm thọ nó xuất hiện rất là nhiều à khi chúng ta chánh niệm chúng ta tu tập thì những cảm thọ xuất hiện rất nhiều nhưng mà quá trình chúng ta tu tập cảm thọ lâu dài ấy chúng ta chánh niệm lâu dài ấy thì nó không xuất hiện cảm thọ nữa mà nó xuất hiện những cái đối tượng thuộc về tâm là nhiều hay là sau khi có những cái quá trình thuộc về tâm xong ấy thì cái giai đoạn cuối cùng ấy lại xuất hiện những cái cảm thọ khó chịu những cái cảm thọ khó chịu lại xuất hiện đó thì cái tiến trình nó tu tập như vậy. Thì như bác sĩ này nhìn thì cô chú ra ra á thâu lộ nhìn xong đi thì á thâu bí sổ yên lê bán yào yên thì xin yên đô khá vô đà nà đi lá dì chín nè miò đi vô đà nà mà bò rõ xây cái lê bè vô lê thuật lê bè mẹ yà đọ xây hà bò đọ đọ phía nì đẹp đẹp mẹ lù mà gong phía nì đẹp đẹp ế thì khá miù khá chá mạ thì nà ra chê nà gái đà lì đi cô miò đi nì thá lì đi chung nha đẹp đi bà bà lê bè bà lê bè ýi bắt đầu là lấy bánh yao vào yên, hả? Sáu cái đi cả tham mày ya đó, nà ra trên nà cái đó khé ra đi, mà bỏ đó, hả? Biến bi đó, miêu mi ra đi, có vậy à, nếu mà chúng ta tu tập mà trí tuệ nó xuất hiện ở giai đoạn thứ hai ấy, thì lúc đó những cái đối tượng thuộc về tâm xuất hiện rất là nhiều, đó. Còn những cái cảm thọ đau nhức mỗi tiên ngứa thì nó lại không xuất hiện, nó sẽ không xuất hiện. Ừ, à, cho một khu bộ này để xin yên đông khóa vô đề nà đi xù ra gà thì cái mấy suy sĩ dì lụ bố gây đạp chết đi. Cũng vậy, ngay bây giờ chúng ta tu tập thiền vipassana những cái khó chịu, những cái cảm thọ đau nhức mỗi tia ngứa đó nó xuất hiện ở thân của mình ấy thì tuy rằng nó rất là đau, nó rất là khổ nhưng mà Ngài Thiền Sư nói rằng đó chính là người bạn của mình đó, đó chính là thân quyến của mình đó. Khi mình xem nó là thân quyến bởi vì sao? Bởi vì nó là cái đề mục để chúng ta tu tập mà. Nhờ nó chúng ta mới thấy ra bản chất vô thường của vô ngã. Ở đây là một người đàn ông đó, ở chỗ thấy cả đó, sáng khai phía này đi đoá ra cả. Ở chỗ thấy phê, miền dông mê, bà thầm mạ, thô mê, nà mê, chiên mê, cây mê, thật lọ, đi khen bí đồ mẹ. Mà yên mẹ yên này, ta đi á gà lê gong là vì, người đàn ông lê đô là vì, sử dụng. Đi mà xong yếu ông mà, chào khai vô mà, chào khai chú ý vô mà, thay nhá đá lù, em mà đem biến thẳng này, người đàn ông chỗ thấy cô yếu đá đi lê, chông nhá lên mê. Có lẽ, người đàn ông. Vô đề nà, miền sâu. Miền sâu. Miền sâu, em đang cho thế này thu nì đồ. Cũng vậy, nếu mà khi chúng ta tu tập chánh niệm trên những cái cảm thọ khó chịu, đau nhức mỗi tia ngứa ấy, thì khi chúng ta chánh niệm ấy, thì lúc đầu chúng ta thấy cảm thọ rất là bình thường. Nhưng mà trong quá trình chúng ta tu tập chánh niệm từ từ thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái cảm thọ kinh khủng của nó. À, lúc ban đầu chúng ta thấy cảm thọ bình thường nhưng mà khi chúng ta chánh niệm trên cảm thọ khó chịu ấy thì từ từ ấy những cái cảm thọ đó nó sẽ đau, cái cơn đau nó sẽ nhiều hơn, nó sẽ mãnh liệt hơn thì từ từ chúng ta sẽ bắt gặp được cái sự mãnh liệt kinh khủng của cảm thọ à, khi chúng ta tu tập chánh niệm thì Ngài nói rằng để mà chúng ta tu tập chánh niệm trên cảm thọ ấy thì chúng ta cần phải có cái sự nhẫn nại, cần phải có cái sự tinh tấn, chúng ta phải đầu tư tinh tấn nhẫn nại thật là nhiều. Thưa chú, mí ra này thu đi từ lâu, ở đây lâu thì khăn áo cũ đi, bù là ra đi, mà nhà này mẹ ở đây cho mua đi, thùng nào nào ra trên nào cái đó khé ra đi, bò là yên, xem mấy bên này ở thế số để người ta nào đi, người ta nào miếng sống này thì, để yêu mặn này yên, yogi đàn chung đuôi nhà này mẹ. Có cái nếu mà một hành giả mà tu tập thiền vipassana trên các cảm thọ ấy, thì không trước thì sau hành giả đó sẽ thấy được những cái cảm thọ kinh khủng mãnh liệt, những cái cơn đau mà nó thật sự kinh khủng à, từ từ chúng ta sẽ thấy đó. Thì Ngài nói rằng khi mà nó xuất hiện những cảm thọ mà đau nhức một cách mãnh liệt như vậy ấy, thì chúng ta đừng nên từ bỏ nó mà chúng ta cần phải chánh niệm nó, ghi nhận nó, biết rõ nó. Thì cái đó
đi khăn bị đó thì người ta nói là tập hợp thì ông mà phụ về cái gì đấy ở đây ở nhà ở bên bio ở đâu ở chỗ ấy thì nhà xuyên mu ba bố bố ở đây đấy mà thì nhà lúc sáng mu đi xí đấy ở đây thì miếng ăn đi khăn bị đó thì ta sẽ bỏ thôi. Có vậy khi chúng ta chánh niệm thiền vipassana trên cách cảm thọ khó chịu ấy thì chúng ta cần phải nhẫn nại với nó, chúng ta cần phải quan sát chánh niệm nó, nó đau nhức mỗi tiếng ngứa như thế nào, chúng ta chánh niệm biết rõ đó như nó như thế đó, đau biết rõ đau, nhức biết rõ nhức, tê biết rõ tê, ngứa biết rõ ngứa, hay là cái cảm thọ này nó di chuyển từ bộ phận này qua bộ phận khác thì chúng ta cũng phải chánh niệm, chúng ta cần phải hay biết. Cô em mà dạy tật đi cũng vậy, cái bản chất cảm thọ này nó cũng sanh diệt mọi người. Nó đau lên cỡ nào, nó đau mãnh liệt cỡ nào không cần biết, nhưng mà rồi nó cũng sẽ diệt đi. Cơn đau này lúc ban đầu nó đau, rồi nó đau từ từ, nó mạnh lên, mạnh lên dần cho đến mãnh liệt, cho đến cực độ. Thì cái cơn đau cực độ đó thì nó từ từ nó cũng sẽ chuyển thành nhẹ lần rồi mất đi. Đó, cái bản chất cảm thọ luôn luôn có cái trạng thái sanh và diệt, có rồi mất. Đó, khi chúng ta tu tập chánh niệm thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ. Thì quý vị nào đi à lê, để chú tâm thà nhàm nhà bỏ ra bộ gu gia đó vui bắt na chú yên sinh đâu có quý vị nào nên nên về bỏ ra thì à khẩn à chỉ em nhà ra bộ gu đi lên về sinh đâu có quý vị nào nề để à đuôi nề để tâm thà nhàm nhà bỏ ra bộ gu lên à đuôi nề để thì à khẩn à chỉ em nhà ra bộ gu lên quý vị nào sinh đâu có đi à đuôi nề để thì ngài thiền sư ngài nói rằng nó có hai cách là như thế này. Thứ nhất, cái người mà họ tu thiền định trước đó, người mà họ qua một cái quá trình họ tu thiền định ấy, rồi họ chuyển qua thiền tuệ ấy, thì cái người đó họ ít gặp cảm thọ lắm, họ ít gặp cảm thọ khó chịu lắm, những cái cảm thọ khó chịu xuất hiện ở thân của họ rất là ít đó. Còn có người nào ấy mà họ tu tập thẳng vào thiền vipassana ấy, thì họ sẽ thấy cái cảm thọ rất là rõ ràng, họ phải trải qua một cái quá trình nhận biết cảm thọ rất là kinh khủng. Thì sau khi họ qua một cái quá trình nhận biết cảm thọ kinh khủng như vậy thì từ từ thì cảm thọ từ từ những cái cảm thọ khó chịu nó sẽ ít lần, ít đi dần đó. Thì có hai cách như vậy. Cũng vậy, từ lúc nãy thiền sư đã diễn giải chúng ta về cảm thọ, hay là về cái sự tu tập trên cảm thọ. Cũng vậy, ngài thiền sư nói rằng hay bất kỳ cái đối tượng nào, những cảm thọ nào xuất hiện ở thân của mình thì chúng ta cứ chánh niệm ghi nhận nó, biết rõ nó. Thì bây giờ chúng ta sẽ ngồi thiền khoảng 30 phút để chúng ta thực tập về các cảm thọ đó. Bây giờ chúng ta sẽ ngồi thiền 30 phút. Tất cả chúng ta hãy chuẩn bị cho mình một tư thế. Ngài thiền sư bảo rằng chúng ta hãy ngồi một cách thẳng thắn, ngồi thẳng lưng. Lưng thẳng, đầu cũng thẳng, đừng cho đầu khom xuống. Đầu đừng cho đầu nghiêng về phía sau hay là phía trước. Đừng cho cái thân thể này hướng qua bên này bên kia. Tay phải để chồng lên tay trái. Cũng vậy, tay phải chuyển qua tay phải chồng lên tay trái và hai ngón cái đụng lại với nhau. Đó, chúng ta hãy để cho cái tay chúng ta thật sự nghiêm trang, thẳng thắn. Sau khi chúng ta, cái thân thể chúng ta thật sự thẳng thắn rồi thì bây giờ chúng ta đặt tâm trên vành mũi, chúng ta hướng tâm đặt tâm trên vành mũi. Chúng ta đừng nên gượng cái cơ thể của mình, đừng để cho tâm mình căng thẳng, mà hãy chuẩn bị cho cái thân tâm này thật sự thoải mái, thoải mái. Rồi chúng ta chánh niệm ghi nhận trên hơi thở vào, hơi thở ra. Không mà yêu vu, say mà yêu vu, so yên, quên mến, thoải mái.
Nếu mà cái thân tâm của mình không thoải mái thì cái việc tu tập nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc tu tập chánh niệm của mình. Là do một cô ye đi cả vào đó lì lì quen yên quen đó vì thua yên thua đó vì bây giờ thành kỷ niệm đó luôn. Tuy nhiên, yếu nó cũng đại niệm đó bây giờ thành kỷ niệm đó luôn. Cô bây giờ đi học ví dụ sao mà? Đó, khi chúng ta ngồi chúng ta tu tập chánh niệm trên hơi thở vào thở ra, hơi thở vào thở ra có mặt chúng ta chánh niệm biết rõ ghi nhận. เวทนาเวทนาไม่ใช่เออแต่รู้မျိုးမှတ်နေရင်ねခန္ဓာကိုယ်တွေကနာရာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာတွေပေါ်နာရင်နာစက်နေရာလေးကိုစိတ်နဲ့ကြည့်ခြေစလုံးကနာရင်နာစက်နေရာလေးကိုစိတ်နဲ့ကြည့်ကြည့်ပြီးမှအဲ့ဒီเวทนาလေးကိုနာတယ်နာတယ်ဘယ်လိုနာတယ်လဲသိအောင်မှတ်ဒီเวทนาကြီးကတိုးသွားသလားယော့သွားသလားနေရာရှိသွားသလားဒါလေးတွေသိနေအောင်မှ Cũng vậy, sau lúc trong lúc quá trình mà chúng ta ghi nhận hơi thở vào thở ra, trong khi chánh niệm hơi thở vào thở ra, nếu mà những cảm thọ xuất hiện ở thân của mình ấy, thì chúng ta chuyển qua chánh niệm trên các cảm thọ xuất hiện ở thân, nó đau như thế nào chúng ta chánh niệm ghi nhận như thế đó, đau nhất mỗi tia ngứa như thế nào thì chúng ta chánh niệm ghi nhận như thế đó, cái cảm thọ này nó tăng lên thì chúng ta phải nhận biết rằng cái cảm thọ này đang tăng lên, đang mãnh liệt dần, hay là cái cảm thọ này đang yếu dần đi, đang giảm dần đi thì chúng ta cần phải chánh niệm để thấy ra cái sự yếu đi giảm đi, hay là cái cảm thọ này nó di chuyển từ bộ phận này qua bộ phận khác thì chúng ta cũng phải biết, cũng phải chánh niệm nó, ghi nhận nó. Thì thế mà may mà gặp khu bồ đề này vui đến nào sư đà gặp mà đi này mưu cho luôn nhiêu chúng chi mê chúng ta phải có một cái niềm tin rằng những cảm thọ xuất hiện ở thân của mình nó sẽ không bao giờ làm cho mình chết cả. Ngài nói rằng hãy có một cái niềm tin như vậy, những cái cảm thọ xuất hiện dù nó đau đến cỡ nào đó thì cái cảm thọ đó cũng không giết được mình đâu. Phải có một cái niềm tin như vậy, mình sẽ không chết bởi những cái cảm thọ đó đâu. Hãy có niềm tin như vậy. Nhớ rồi bây giờ đúng vậy, thế bây giờ vật cả điều sinh ông hỗ trợ làm một cái chân đạo mu bề hỗ trợ cái đó. Đức Phật ngài dạy cho chư đệ tử không phải để cho chư đệ tử để đi đến con đường đau khổ, mà Đức Phật dạy cho đệ tử để tất cả những đệ tử đạt được cái sự hạnh phúc thật sự, chứ không phải để cho các đệ tử bị chịu những cái khổ đau, mà những lời dạy của ngài hướng đến cái sự hạnh phúc thật sự. Thì quý đệ nào đi vô nhớ số phi a ga mà khai nhà ga khán đài yết bồ tát đi ông mu sinh yết di chuyển lộ mà khán đài mu khán đài yết đi yết bồ tát đi sinh yết yết bồ tát đi thiên thiên xa xa cố nhân đi đi vô nhà tuệ mà khán thà cái đạp chết đi. Có vậy Đức Phật ngài khuyên chúng ta tu tập chánh niệm trên các cảm thọ không phải để chúng ta chìm đắm trong các để chúng ta trải nghiệm cái nỗi khổ đó, không phải, mà Đức Phật ngài hướng dẫn chúng ta tu tập cảm thọ để chúng ta thấy ra cái bản chất của nó, để chúng ta có trí tuệ. Khi chúng ta có được trí tuệ thì chúng ta sẽ đạt được sự giác ngộ, chúng ta sẽ có được hạnh phúc cao thượng. Là trong một nhất số phi áo của dòng gì đi áo đó của dòng gì bị đổ bỏ là để sinh ra đau khổ về đời này đi cô đi khen bị đổ mà làm gì? Có phải khi chúng ta có được cái niềm tin nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng thì ngay bây giờ chúng ta hãy nên thực hành theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta chánh niệm ghi nhận những cái cảm thọ khó chịu, những cảm thọ xuất hiện chúng ta cần phải biết nó, hay biết nó, chánh niệm nó, ghi nhận nó. Khổ lụy nhiều sao mà để bộc qua đó thâu na chia na lao về phiền nhà mày. Đó, thì ngay bây giờ chúng ta chánh niệm, chúng ta ghi nhận các cảm thọ ấy, thì những cảm thọ khó chịu nó sẽ xuất hiện rất là nhiều. Thì áo yên chân thần thần á thâu lây mà ta lây yên số áp dô kê thật lù chào khế chú yên bộ mà thay á thật lù mì giá nè tìm áo vô thu nì thật lù thật lù mưu biến thần thế vô đà nà đi vô cú rưu khăn giá yà lây mê. Cũng vậy, khi mà chúng ta tu tập chánh niệm ấy, thì từ từ chúng ta sẽ quan sát nó. Tất nhiên cảm thọ nó sẽ tăng lên cực độ. Các cảm thọ đau nó sẽ kinh khủng dần, nó sẽ mãnh liệt dần, nhiệm vụ chúng ta cũng phải duy trì chánh niệm, phải nhắn lại với nó. Là cho mu na ra chi na cái đã khé ra li đi bồ yên bồ đề ni a li cụ sinh ne chi, u đề na li ye tập bồ đề a li ni a suy mu lâu xa mu li đi nhẹ ao qua cụ đa cái yếu sai chu qua a thô. Cũng vậy, chúng ta cần phải chánh niệm ghi nhận bất kỳ cái đối tượng thuộc về cảm thọ nào xuất hiện ở thân của mình, chúng ta có nhiệm vụ nó là duy trì sự chánh niệm. Xin đi hồ đi đi giao ye giao đề na di qua thấy mà mình đi vô khán nào cũng biến bể giao đi đề suy nghĩ biến vô giao qua đây giao qua đây đuôi đề đuôi đề đam mà mốt xe xe của nấu xe này đi đề luôn từ luôn mất lại mất bị cả chấm mà
đi lên này thi tham ấy. Cũng vậy, hay là trong lúc ngồi thiền của chúng ta, tâm của chúng ta bị phóng tâm, tâm chúng ta suy nghĩ chuyện này chuyện kia, thì chúng ta cũng phải nhận biết nó, chúng ta cần phải ghi nhận chánh niệm nó, à, biết rõ tâm đang suy nghĩ, biết rõ chánh niệm ghi nhận, chánh niệm ghi nhận. Vì thế nào lúc xây dựng sửa ra, số hợp cho cái vị ai đây cái mặt thân, bên đây ngã đó, nó không ngã, ai xin bên đây cái mặt thân, ở đó cho mua nguyên liệu đi cả đó, ai đi cả tháp bị đó, mấy nhà mấy, vì thế nào đi xây dựng mất nhà mất xí yên. Hơi thở vào hơi thở ra giống như là đối, là đề mục chính của mình, giống như là chủ nhà. Còn cảm thọ hay là tâm á, thuộc giống như là đối tượng của khách, hay là đối, hay là giống như là khách vậy đó. Samadhi yogi ya do dhamma nupadana ga manai bu ma lwe de bu tbo sa yaw ma ya ma so do vipadana nyan a the pai ni cha ma thin sha le me. À, để mà chúng ta tu tập cái đề mục thuộc về pháp ấy, thì từ từ chúng ta sẽ tu tập được. Nếu mà chúng ta trải qua một quá trình tu tập chánh niệm lâu dài ấy, thì tự động chúng ta sẽ biết cách tu tập trên các đề mục thuộc về pháp. Đây là trong bộ vipassana sa a thu de yogi ya win li thwet li su de kaya nupassana ne vedana kamathan na khu ko a pyu pi lo mat ya me. À, cũng vậy, đối với người hành giả mới hành thiền ấy thì nên chuyên tu tập trên hai đề mục. Đầu tiên là gì? Đề mục hơi thở vào hơi thở ra thuộc về thân. Và thứ hai là đề mục cảm thọ vedana. Okay, à, bây giờ chúng ta nên tu tập chánh niệm.